Sáng hôm nay 26 tháng 12, Ngân hàng Nhà nước đã tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ ngành ngân hàng năm 2021. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã tới dự. Năm 2021, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, phối hợp hài hòa với chính sách tài khóa và các chính sách kinh tế vĩ mô khác nhằm kiểm soát lạm phát, duy trì ổn định vĩ mô, thị trường, hỗ trợ phục hồi nhanh kinh tế. Tiếp nối thành công 3 đợt giảm lãi suất cho vay năm 2020. Năm 2021, Ngân hàng Nhà nước sẽ chỉ đạo các tổ chức tín dụng tiếp tục triệt để tiết giảm chi phí để giảm lãi suất cho vay, đơn giản hóa quy trình thủ tục, tạo điều kiện cho khách hàng vay mới, phục hồi sản xuất kinh doanh nhưng không hạ chuẩn cho vay, đảm bảo chất lượng, an toàn tín dụng, duy trì hoạt động lành mạnh của hệ thống ngân hàng. Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý và xây dựng triển khai đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt giai đoạn tới, trong đó tập trung vào hoàn thiện cơ sở hạ tầng phục vụ thanh toán không dùng tiền mặt, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, ứng dụng thành tựu cách mạng công nghệ 4.0 trong hoạt động thanh toán, triển khai các mô hình thanh toán tại khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa gắn với việc xây dựng và triển khai chiến lược tài chính toàn diện quốc gia. Tối qua tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức lễ tuyên dương 130 học sinh, sinh viên xuất sắc tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2020. Đến dự và trao giải có ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư. 130 em học sinh, sinh viên xuất sắc tiêu biểu được tuyên dương là những nhân tố tích cực, điển hình trong các hoạt động, tích cực tham gia và đạt thành tích xuất sắc trong các cuộc thi tìm hiểu về Đảng, Bác Hồ, có học lực giỏi, có thái độ và hành vi cao đẹp về phẩm chất đạo đức, thể hiện sự đoàn kết, nhân ái, dũng cảm, trung thực, yêu quê hương, đất nước, đảm bảo an ninh, trật tự xã hội, bảo vệ môi trường. Đó còn là những học sinh sinh viên đạt thành tích xuất sắc trong các cuộc thi, các môn văn hóa, khoa học kỹ thuật, khởi nghiệp sáng tạo, văn nghệ, thể thao ở trong nước và quốc tế, là đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tiêu biểu trong các đảng viên là học sinh sinh viên trong các cơ sở giáo dục. Tại buổi lễ, ban tổ chức đã trao giải cho các thí sinh tập thể đạt giải nhất, nhì, ba của cuộc thi tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2020, trao bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho các em học sinh sinh viên xuất sắc tiêu biểu toàn quốc trong học và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Thực hiện nhiệm vụ hành quân dã ngoại, làm công tác dân vận ở huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, cán bộ chiến sĩ Sư đoàn 968 Quân khu 4 đã phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, luôn gần gũi, chia sẻ những khó khăn bất mát với nhân dân sau mưa lũ, giúp đỡ địa phương tiếp tục thực hiện các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là ở những vùng công giáo. Chị Trần Thị Đính, giáo dân xứ Nhất Đông, xã Điền Hương, huyện Phong Điền, có hoàn cảnh rất khó khăn, sống neo đơn, bị liệt hai chân. Trong đợt lũ vừa qua, đường vào nhà chị bị sói lở nặng. Sư đoàn 968 đã huy động lực lượng giúp chị làm lại con đường vào nhà, rộng hơn 2 mét, dài gần 20 mét. Đi xe lắc, và đường thì lục vỗ bằng trối. Bây giờ chưa giờ mẹ ảnh giúp cho em bộ đùi đi quả nhiệt tình, giỏi. Em cảm ơn rất nhiều. Xã Điều Hương, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế có gần 70% dân số theo đạo Công giáo, đời sống nhân dân còn gặp nhiều khó khăn. Thực hiện nhiệm vụ, 100 cán bộ chiến sĩ sư đoàn 968 đã tích cực phối hợp với địa phương tổ chức tuyên truyền và giúp địa phương tu sửa các công trình bị hư hỏng do mưa lũ gây ra, tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho gần 150 lượt người, tặng quà cho hàng chục gia đình chính sách, giáo dân nghèo nhân dịp đón Giáng sinh 2020. Quyền thời tiết không thuận lợi, mưa và rét liên tục. Tuy nhiên thì cả tôi và các đồng chí cán bộ chiến sĩ trong đơn vị thì cùng đã phát huy tinh thần không quản ngại khó khăn, đã đem hết tinh thần trách nhiệm, thái độ làm việc cao nhất để hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Sau khi được lũ lụt thì sư đoàn cũng là đã cùng với địa phương phối hợp với các ban ngành đoàn thể làm công tác môi trường, đường làng ngõ xóm, rồi các cơ quan đơn vị, trường học, trạm y tế, trường mầm non, đồng thời là phối hợp với chính quyền địa phương làm tốt cái công tác dân vận ở trên địa bàn. Với những việc làm thiết thực, trách nhiệm, cán bộ chiến sĩ sư đoàn 968 đã góp phần giúp đỡ đồng bào Công giáo khắc phục hậu quả bão lũ, ổn định cuộc sống và gắn kết tình cảm quân dân, đoàn kết lương giáo.
Tối 25 tháng 12, Không gian Văn hóa Du lịch và Thương mại Hà Giang 2020 tại Hà Nội chính thức được diễn ra tại Tượng đài Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. 24 gian hàng sẽ giới thiệu đến người tiêu dùng thủ đô các sản phẩm cam sành, cam vàng Hà Giang, sản phẩm ô cốp tiêu biểu như là chè san tuyết, mật ong bạc hà, gạo, thịt bò. Tất cả các sản phẩm nông nghiệp giới thiệu tại sự kiện đều được gắn tem truy xuất nguồn gốc và được kiểm soát hoạt động sản xuất theo một quy trình nghiêm ngặt. Những người dân phố núi cũng mang đến thủ đô không gian văn hóa thưởng trà vùng cao đặc sắc, cộng hưởng cùng những tiết mục trình diễn kỹ thuật làm sợi lanh và dệt lanh, nghệ nhân múa khen, tổ chức triển lãm ảnh đẹp về đất và con người Hà Giang. Sự kiện diễn ra từ ngày 25 đến 27 tháng 12. Trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, ngày càng có nhiều người dân sử dụng dịch vụ ngân hàng trực tuyến để hạn chế tiếp xúc, giảm nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Và để hỗ trợ khách hàng, kích thích người dân sử dụng các dịch vụ ngân hàng trực tuyến, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại chúng PVcombank đã miễn phí mọi giao dịch chuyển tiền nhanh liên ngân hàng 24/7. Chuyển tiền, chuyển mọi lúc, mọi nơi, không cần tới quầy giao dịch và nhận tiền ngay lập tức ở hơn 40 ngân hàng nội địa. Kiểm tra ngay được thông tin người thụ hưởng trước khi thực hiện là những tiện ích vượt trội của dịch vụ chuyển tiền nhanh liên ngân hàng 24/7 mà PVcombank đã mang tới cho khách hàng nhằm phục vụ các nhu cầu giao dịch chuyển tiền gấp hoặc eo hẹp về thời gian, di chuyển. Đặc biệt, PVcombank liên tục áp dụng chính sách phí không đồng cho mọi giao dịch chuyển tiền nhanh liên ngân hàng 24/7, bao gồm cả chuyển tiền trong hệ thống và ngoài hệ thống. Bên cạnh đó, PVcombank còn cung cấp thêm các phương thức chuyển tiền khác cũng phí không đồng như chuyển tiền qua code, nhận tiền trong tích tắc. Người nhận chỉ cần qua các cây ATM của PVcombank đều được nhận tiền tự động và miễn phí mà không cần mở tài khoản tại PVcombank hay bất kỳ ngân hàng nào. Chuyển tiền qua số điện thoại giúp khách hàng không cần nhớ số tài khoản, gia tăng trải nghiệm và tiết kiệm thời gian giao dịch cho khách hàng. Thưa quý vị, một phương châm mà các doanh nghiệp du lịch lữ hành hay chia sẻ với nhau là cũ người mới ta, có nghĩa là đi du lịch là để đi trải nghiệm những điều mới lạ so với cuộc sống thường ngày của mình. Ở miền Tây Nam Bộ, những hình ảnh quen thuộc bình thường với nhiều người dân vùng quê như là một bến nước ven sông, một ngõ rào, một vườn cây lại là điều thú vị với khách quốc tế. Phát triển du lịch đồng bằng theo hướng kỳ nghỉ vùng quê đã được nhiều địa phương tại đồng bằng sông Cửu Long hướng tới. Du lịch gắn liền với nông nghiệp, điều này không phải mới lạ gì. Ở Đồng Tháp đã và đang có nhiều nơi thực hiện với nhiều mô hình khác nhau. Nhưng điều này chưa đủ mà cần một bước đi phát triển cao hơn theo một định hướng cụ thể. Tỉnh Đồng Tháp thì có cái đặc thù là những cái chủ cơ sở du lịch hiện nay á, đa số là đều xuất phát từ nông nghiệp. Nhưng mà có một cái rất là thú vị đó là khách du lịch rất là thích cái mô hình là hệ sinh du lịch sinh thái. Tuy nhiên là mình phải cần phải chú ý cái việc là khi mà phát triển nông nghiệp du lịch đó sẽ gặp vấn đề như là cần phải giải thích cho những cái cô chú nông dân hiểu được cái việc là số hóa nghĩa là sao và hỗ trợ họ hết mình. Nói về những triển vọng mới thúc đẩy phát triển cho đồng bằng sông Cửu Long, trong hội nghị Mekong Connect vừa qua, các chuyên gia kinh tế cho rằng khi nông nghiệp đã phát triển tới ngưỡng thì đồng bằng cần tìm sinh kế phi nông nghiệp cho người dân ở nông thôn dựa vào những lợi thế rất đặc trưng. Khi tôi đến khách sạn ở Sa Đéc, tôi thấy những đứa bé trai bơi lội và chơi đùa trên sông. Đó là một hình ảnh ấn tượng và khó quên. Bọn trẻ nhìn rất hạnh phúc và hình ảnh đó đã trở thành kỷ niệm đầy năng lượng đối với tôi. Tôi nghĩ đó là tiềm năng rất lớn cho du lịch trong khu vực này. Tôi đã ở lại trong một căn nhà bao quanh đầy hoa thật lộng lẫy. Ngay sau đó, tôi đã nghĩ mình sẽ trở lại nơi này để tìm hiểu thêm về đồng bằng sông Cửu Long, những dòng sông và những căn nhà cổ. Các chuyên gia cũng khuyến nghị là phát triển du lịch đồng bằng sông Cửu Long dựa trên điều kiện tiên quyết là không có nông dân nào bị bỏ quên. Mục tiêu này cũng được thể hiện rõ trong sản phẩm du lịch cộng đồng theo chương trình OCOP. Đặc biệt của Đồng Tháp là hiện nay có 3 cái sản phẩm là mô hình du lịch cộng đồng và nông thôn theo cái mô hình homestay thì đã được đánh giá là 3 sao. Có thể nói là Đồng Tháp là một trong những tỉnh đầu tiên có đánh giá cái sản phẩm OCOP từ các cái mô hình du lịch. Phát triển du lịch cũng đã được đưa ra trong báo cáo kinh tế thường niên do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phối hợp với Trường Đại học Fulbright thực hiện. Theo đó, tầm nhìn phát triển du lịch cho đồng bằng sông Cửu Long trong 10 năm tới là khi nói tới vùng đất chín rồng, là nói tới nơi có chuỗi giá trị kinh tế độc đáo, môi trường trong lành, sản xuất sạch, thực phẩm an toàn, kỳ nghỉ vùng quê. Ở Đồng Tháp, định hướng du lịch kiểu kỳ nghỉ vùng quê an lành này đã được đặt những viên gạch đầu tiên.
Thưa quý vị, sáng 25 tháng 12, Đà Nẵng tổ chức hội nghị tổng kết việc thực hiện kết luận 30 KLTU năm 2016 của Thành ủy Đà Nẵng về việc đẩy mạnh thu hút đầu tư vào thành phố giai đoạn 2016-2020. Và Bí thư Đà Nẵng cho rằng so với các địa phương thì Đà Nẵng đang tụt hậu dần. Và đây cũng là nội dung ở trên báo điện tử vtc.vn ngày hôm nay. Theo báo cáo của ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, trong giai đoạn này, thành phố thu hút được 159 dự án với tổng vốn đăng ký hơn 77.000 tỷ đồng, tăng hơn 43.000 tỷ so với nhiệm kỳ trước. Cũng trong nhiệm kỳ này, Đà Nẵng thu hút được hơn 1,1 tỷ đô la Mỹ vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Tuy vậy, Đà Nẵng vẫn còn nhiều hạn chế trong thu hút đầu tư, công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch còn nhiều bất cập. Quỹ đất sạch để kêu gọi đầu tư có quy mô lớn còn thiếu, cơ sở hạ tầng phát triển thiếu đồng bộ. Ngoài ra, hệ thống pháp luật liên quan đến hoạt động đầu tư còn chồng chéo, chưa thống nhất, gây khó khăn trong quá trình áp dụng. Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Đà Nẵng nhấn mạnh, so với nhiều địa phương khác trong cả nước, Đà Nẵng đang tụt hậu dần, tụt hậu so với chính một số địa phương xung quanh. Vì vậy, thành phố cần quyết tâm nhiều hơn nữa trong công tác thu hút đầu tư. Nghi lộ đề, hàng nghìn học sinh lớp 9 ở Hà Nội phải dừng kiểm tra học kỳ. Ngày 25 tháng 12, Phó trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, ông Nguyễn Quý Trang cho biết, đơn vị đã yêu cầu 22 trường trên địa bàn dừng kiểm tra học kỳ 1 môn toán tiếng Anh để xác minh thông tin lộ đề. Ông Trang cho biết, theo kế hoạch từ trước, ngày 23 tháng 12, khoảng 3.000 học sinh khối 9 của 22 trường trên địa bàn quận Nam Từ Liêm sẽ kiểm tra học kỳ 3 môn, ngữ văn, tiếng Anh và toán. Tuy nhiên, khi học sinh làm bài môn ngữ văn được khoảng 30 phút, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Nam Từ Liêm nhận được nguồn tin cho biết, đề kiểm tra môn ngữ văn bị lộ. Khi đó học sinh đang trong thời gian làm bài, Phòng Giáo dục và Đào tạo chưa nhận được các bằng chứng cụ thể nên tiếp tục cho học sinh thi xong môn ngữ văn. Ngay sau đó, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Nam Từ Liêm đã cho tạm dừng kiểm tra hai môn tiếp theo là tiếng Anh và toán để có thể xác minh và làm rõ vụ việc. Hiện phòng đang xác minh rà soát toàn bộ quá trình in sao đề thi ở các hội đồng. Đồng thời, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận cũng đã báo cáo sự việc đến Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội. Vì vậy, Phòng Giáo dục và Đào tạo quyết định sẽ vẫn công nhận kết quả bài kiểm tra học kỳ môn ngữ văn của toàn bộ các học sinh khối 9 và vẫn xếp lịch tiếp tục kiểm tra môn toán và môn tiếng Anh.